Thứ nhất là ai thấy pháp thì thấy nhân duyên. Thì ai thấy nhân duyên thì thấy pháp. Như vậy pháp là gì? Pháp, pháp pháp tất cả mọi thứ đều là pháp, tất cả mọi thứ đều là pháp. Nhưng mà nói như vậy thì nó không có phải là quý vị hiểu theo cái kiểu là pháp này không phải là pháp Phật ha. Nó không phải là pháp Phật. Pháp nó chỉ đơn giản là tất cả các loại vật chất, từ vật chất lẫn tinh thần thôi. Tất cả mọi thứ này bao đó chính cái pháp này không phải là pháp Phật ha. Không phải là Phật pháp. Nhớ như vậy. Pháp đôi khi nó chỉ tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ ở thế gian. Nó giống như là tiếng Anh giống như là thing, thing cái gì đó, tất cả mọi thứ ở thế gian, chứ nó không phải là Phật pháp. Ở đây không phải là chỉ cho Phật pháp, nên nhớ, đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu lầm ha. Pháp thì nó có thể nó chia ra làm ba, là tất cả nói về các phần thiện và bất thiện, tất cả các pháp thiện, tất cả các pháp thiện, kusala dhamma, kusala ma, abhyagacca dhamma, tất cả các pháp bất thiện và tất cả các pháp vô ký, có nghĩa là không thiện không bất thiện, kusala kusala dhamma đó. Thì khi mà nói về cái này đó thì nó nói về liên quan tới nghiệp ha, nó liên quan tới nghiệp. Còn khi mà nói pháp á, thì nó có hai loại pháp, có hai loại chia ra làm hai. Thứ nhất á, là tục đế hay còn gọi là chế định. Thứ hai là chân đế. Chế định là cái gì? Là những cái gì mà người ta định đặt, những gì người ta định đặt, định nghĩa. Ví dụ như con ốc vít, đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, thì người Việt thì mình gọi như thế. Còn ở tiếng Anh thì họ có thể là boy, là girl, là old man, là young man đó. Thì đó là như thế. Những cái mà người ta định đặt, người ta chế định ra để mà người ta gọi tên đó, thì đó là cái tục đế. Cái bàn, cái ghế như thế thì nó là tục đế. Còn cái chân đế thì nó là những cái mà nó không cần, gọi là nó nằm ngoài cái tục đế. Có nghĩa là dù cho anh có gọi nó là cái gì đi chăng nữa, hoặc anh không có tên gọi nó chăng nữa, thì nó vẫn cứ là nó thôi. Thì nó gồm có bốn thứ, đó là danh, tâm, sở hữu, sắc pháp và niết bàn. Thì chân đế gồm có bốn cái như thế. Còn đó là sư nói sơ thôi. Đương nhiên là những người chưa học A Tỳ Đàm thì bắt đầu cái đầu óc nó lùng bùng rồi. Thì cái này muốn học kỹ hơn đó thì làm ơn đi học A Tỳ Đàm ha. Còn bây giờ là cái thời vấn đáp thì nó không có không có thuận tiện để mà sư nói nó quá sâu. Tại vì như thế thì chúng ta mất thời gian mà chỉ trả lời được cho có một người thôi. Rồi.